Hello, hôm nay mình dẫn mọi người đi coi một vòng sân vườn nhà mình nha. Lâu rồi không quay bằng cái máy cho nên là bay hơi lộn xộn chút xíu. Chỗ này nè, hơi bị chật cho nên là bay nó eo ổn chút. Đó, bây giờ mình ra sân vườn này nha bà con. Ôi, hình như cô Long đang đứng tưới bông. Ủa, không phải vợ mình chứ không phải cô Long. Đó, mọi người thấy không nè, rất là chăm chỉ. Dây tay nè nữa. Rồi bây giờ qua tới cây ăn trái, là nào là táo, nào là cherry rồi. Đó, một dãy á, 20 mấy cây, 30 cây gì đó. Đất cây khúc này còn dư chưa có tiền trồng. Đó, dâu đó. Đó, mình lên được có bao nhiêu đó dâu thôi là hết tiền luôn. Còn ai có hứng thú thì bỏ chút tiền vô trồng tiếp với mình, nó có nhiêu đó thôi. Vài bữa nó ra trái hái cũng chết luôn. Đi ngang rồi nữa ha. Máy bay này bay dữ quá, đi ngang. Rồi qua phía bên đây thì mình có một chút hành, khoai lang tây, rồi bắp ngay khúc này là bắp dẻo Việt Nam luôn đó, chứ không phải là bắp nó quy, cho nên là đang hy vọng nó lên giống như ở Việt Nam mà mình ăn dẻo gãi răng luôn nữa. Đang làm cái bãi đậu xe đó. Bữa giờ chưa xong là ba lốp luôn đó, ba lốp đá. Ý, gặp lại cô Long nữa kìa. Cô Long đứng chỗ khác tưới nước nữa rồi.
Ý cô Long đi đâu vậy? Kéo thêm cái giòi rất là siêng năng nha cô Long. Siêng năng thiệt. À, thì ra là cô Long còn thêm bông á khúc này nữa chứ đâu phải là hết. Này là cái sân ngay nhà có cái núi. Đó, bây giờ cô Long mà trồng bông cũng dữ quá chứ. Nào bông hồng để gì tùm lum xum xê quá.
Ui da, cầu lông nữa. Cầu lông xiên tứ bông. Rồi bây giờ thôi mình vô chạy gà nhà mình đi ha. Ủa, không vô. Đó, bây giờ phải vô chạy gà chứ. Đó, chạy gà nhà mình á. Gà này là chuyên gia đi đá mấy năm nay luôn rồi chứ không phải là. Đó, ha không? Chạy nhất chạy nhì không đó. Đá suốt luôn rồi. Đá mà gà rừng bữa phải thả đi nó chóc đầu luôn. Này là cục đá. Đá này giá trị tới mấy tỷ lần. Thấy nó lạ không? Nó nứt nứt. Rồi mình sẽ sắp kết thúc video này ha. Thì bây giờ cô Long đi đâu? Úi trời, cô Long đã gặp người kia quá rồi. Bà đặt cái ôm eo coi duyên quá nè. Lợi dụng quá đi.
trái tim này nhìn sao nó ngộ quá, có lông duyên quá, làm gì không biết. Nó làm đại nữa kìa. À, này đại hơn chút. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của cô Long và Dương Quá nha. Cô Long Dương Quá cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Ok, bye bye. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Nhớ bấm like và subscribe nha. Ok. Và share nữa. Share nữa để mình có động lực nha. Ok, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.